Nhà vườn Cát Tường con xin chào quý cô bác và các anh chị nhé. Tiếp tục giới thiệu với mọi người một cái nô nho thân gỗ rất là đẹp, hàng con mới về này. Giới thiệu với mọi người hôm nay con xếp rẻ cho tất cả các anh các chị mình nhé. Một nô nho thân gỗ 12 vụ, cây rất là đẹp này mọi người ơi. Cây cực kỳ là đẹp và rất là già cây nhé. Cây rất là đẹp và rất là già này mọi người ơi. Cây này nhà em đang ra cho mọi người là 500k một cặp nhé. Bác nào mà lấy thì liên hệ cho nhà vườn này, 500k một cặp em lên cho mọi người nhé. Cây có chiều cao 1m2 đến 1m3 nhé. Đây, cây có chiều cao 1m2 đến 1m3 này. Lô nha thân cũng cực kỳ là đẹp luôn nhé các anh chị mình nhé. Cây này em đang ra cho mọi người là 500k một cặp. Cây cực kỳ là đẹp luôn. Bác nào lấy hàng một đôi thì liên hệ cho nhà vườn này, 500k một cặp nhé các anh các chị mình nhé. Bác nào mà lấy thì liên hệ cho vườn em nhé. Số điện thoại của nhà vườn 037 522 7484. Rất là mong mọi người ủng hộ cho nhà vườn này. Cái dòng nho thân gỗ này rất là dễ trồng các anh các chị mình nhé. Cây đang rất là đẹp luôn, có chiều cao toàn hơn 1m này, toàn hơn 1m và cây rất là già, rất là đanh mọi người nhé. Bác nào mà lấy thì liên hệ cho con. Cái cây này các bác về trồng giúp con là chỉ khoảng 1 đến 2 tháng nữa là sẽ cây sẽ có quả nha mọi người ơi. 1 đến 2 tháng nữa là sẽ cây sẽ có quả này. Con xét con sell cho mọi người tất cả cái lô nho này nhé. Bác nào mà lấy thì nhớ thì cứ gọi điện cho nhà vườn, con sẽ gửi cây cực kỳ là đẹp cho các bác nhé. Cây con gửi cho các bác đều là cây đẹp cây xung xuê nhé mọi người ơi. Thế là bác các bác cứ yên tâm nhé mọi người nhé. Các bác cứ yên tâm, cây con gửi cho các bác thấy cứ rất là đẹp luôn, cây nào cũng đẹp cũng xung nhá. Đấy, tiếp theo con giới thiệu cho mọi người này, một cái cây nho thân gỗ rất là đẹp luôn, vẫn bán là 1 triệu một cây nhé mọi người ơi. Con vẫn ra cho các cho mọi người cho khách là 1 triệu một cây. Cây có chiều cao từ 1m rưỡi đến 1m6 tùy theo cây này. Cây nho thân gỗ này con ra hôm nay con sale cho mọi người nhá, giá yêu thương cực kỳ luôn, 850k nhá. 850k, cây đang có hoa có quả này. Cây rất là to, rất là già nhé mọi người ơi. Có cây nào không có hoa thì cũng đang có lụ nhá. Cây nào đang không có hoa thì cũng đang có lụ này. Gốc đường kính gốc rất là to này, khoảng 3 phân rưỡi đến 4 cm nhé mọi người ơi. 3 phân rưỡi đến 4 cm nhá. Các bác nào mà thích thì nên cho con nhá. Cây đang có hoa, đang có lụ. Cây nào không có quả thì sẽ có lụ hoặc có hoa nhé mọi người ơi. Cây cao 1m rưỡi đến 1m6 luôn. Cây rất là đẹp này. Con ra cho mọi người một cây là 850k, con bao ship cho tất cả nhà mình nhá. Cây rất là đẹp luôn, số lượng thì con có khoảng gần chục cây nữa thôi nhá. Cây cực kỳ là to luôn, cây này bình thường con vẫn bán 1 triệu một cây nhá. Hôm nay sale cho mọi người có 850k thôi. Hôm nay con sale cho mọi người có 850k nhá. Cây cực kỳ già, cực kỳ đẹp các anh các chị mình ơi. Bác nào mà mua được cái lô nho này cả nhà con thì đảm bảo cực kỳ là ưng ý luôn nhá. Bác nào mà mua được cái lô nho này thì đảm bảo cực kỳ là ưng ý luôn, bởi vì cây quá là đẹp các anh các chị mình ạ. Và các cô các bác mình ơi, cây đẹp lắm, mọi người mua ủng hộ, mỗi người mua ủng hộ con vài cây cho hết nhá mọi người nhá. Đây, cây đẹp lắm nữa các anh các chị mình ơi. Gốc rất là to, rất là già nhá mọi người ơi. Gốc cực kỳ là to, cực kỳ là già luôn này. Đấy, con quay gần để cho các bác xem này. Gốc 4 cm cứ rất là to, rất là già luôn nhá. Đấy, cây đang có hoa có lụ từ gốc đến ngọn luôn. Bác nào mà thích trồng cái cây này thì mình cũng lên vườn cho con nhé. Cây này đang có chiều cao 1m dưới đến 1m6, số lượng còn có chục cây thôi. Bác nào lấy thì comment lên cho nhà vườn nhé. Con đang ra cho mọi người 850k thôi. 850k thôi nhé các anh các chị mình nhé. 850k thôi mọi người ơi. Bác nào mà lấy thì comment lên cho con nhé. Bác nào muốn lấy cái cây này thì comment lên cho con nhé. Hoặc là các bác gọi điện trực tiếp cho nhà vườn, số điện thoại là 037 522 7484 nhé. Zalo của con cũng là 037 522 7484. Một cái lô nho thân gỗ 12 vụ quả rất đang có quả, cây rất là già, rất là đẹp luôn và giá cực kỳ là yêu thương nhé. Đang bác nào mà lấy thì ủng hộ cho con nhé. Tiếp theo này, con giới thiệu với mọi người một cái cây nho thân gỗ, một cây nho thân gỗ kim cương nhé, một cây duy nhất thôi. Bác nào lấy thì lên cho con này, đang có hoa có trái này. Con ra cho mọi người là 800k nhé. Đấy, một cây này con sale lốt cho mọi người 800k, đang có hoa có trái rất là nhiều luôn. Đang có hoa có trái rất là nhiều nhé. Bác nào mà lấy thì comment lên cho em này. Đấy, bác nào mà lấy thì gọi điện trực tiếp cho vườn nhé. Cây nho kim cương một cây duy nhất thôi, 800k bao ship nhé. 800k bao ship cho tất cả nhà mình nhá. Đấy, bác nào mà lấy thì comment lên cho em nhá. Bác nào lấy thì comment lên cho em. Tiếp theo sale tiếp cho mọi người cái lô nho thân gỗ, sale tiếp cho các bác một lô nho thân gỗ 10 tứ quý lá lớn nhá. Cây nào cũng đang có hoa có lụ này. Em giao cho mọi người cái lô này các bác ơi. Bác nào mà lấy được thì comment lên cho em này. 700k bao ship tận nơi luôn nhá. Em giao cho các bác 700k bao ship tận nơi luôn. Bác nào lấy được cái lô nho này thì lên cho con nhá. Ôi giời ơi, cây rất là to, rất là đẹp luôn mọi người ơi. Cây to đẹp già nhá, bác nào lấy được thì comment lên nhá. Cây này em ra cho mọi người 700k em bao ship tận nơi luôn nhá.
700k em bán ship tận nhà luôn nhé. Các anh các chị mình, bác nào mới có nhu cầu mua thì mình ủng hộ cho vườn nhé. Bác nào có nhu cầu mua thì gọi điện trực tiếp cho nhà vườn theo số điện thoại là 0375227484. Cây rất là đẹp, rất là già cây nhé các anh các chị mình nhé. Cây cực kỳ là già, cực kỳ là đẹp luôn này các anh các chị mình ơi. Đấy, bác nào mà thích trồng cái cây gì thì mình comment lên cho. Bác nào thích trồng cây gì thì mình comment lên bài cho con nhá. Đấy, cây to đẹp già lắm. Cây to đẹp già cực kỳ luôn nhá. Nho thân cổ tứ quý là lớn nhá mọi người ơi. Nho thân cổ tứ quý là lớn này. Đấy, cây nhà con đang rất là đẹp luôn. Bác nào muốn trồng cóc thì lên cóc cho con này. Bác nào muốn trồng cây cóc thì lên cây cóc cho con nhá. Một con nhà vườn còn đang còn hai cây cóc này. Giá 480k bao ship tận nơi nhá. 480k con bao ship cho tất cả các anh các chị mình nhá. Đợt này nhà vườn con đang xả rất là nhiều cây. Bác nào có nhu cầu mua thì mời các anh các chị mình vào mua ủng hộ cho vườn nhá. Con đang xả rất là nhiều cây. Bác nào có nhu cầu mua thì vào mua ủng hộ cho vườn con nhá. Con đang xả rất là nhiều luôn. Đấy, bác nào có thích cây gì thì mình cứ comment lên cho vườn nhá. Đấy, bác nào thích cây gì thì mình comment lên vườn cho con nhá. Cây Việt quất này. Cây Việt quất nhà con nhá. Cây Việt quất nhà con này. Cây Việt quất đang ra cho mọi người 350k nhá. Việt quất ra cho mọi người 350k này. 350k một cây Việt quất rất là to, đang có rất là nhiều quả nhá mọi người ơi. Đang rất là nhiều quả này. Đấy, Việt quất ra cho mọi người giá 350k nhá các anh các chị mình nhá. Đấy, 350k này. Bác nào có nhu cầu thì mình comment bài lên ủng hộ cho vườn nhá. À, nhà vườn con rất là mong được mọi người ủng hộ. Nếu mà bác nào có nhu cầu mua cây gì thì mình cứ comment lên cho con nhé. Đấy, nhà vườn Cát Tường xin cảm ơn tất cả quý cô bác và anh chị lúc nào cũng vào ủng hộ cho vườn. Gọi điện trực tiếp theo số điện thoại là 0375227484, Zalo là 0375227484. Mời các anh các chị mình qua ủng hộ cho vườn nhé. Con xin chào và hẹn gặp lại các anh các chị mình ở cái clip sau ạ.